chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Khám Phá Các bạn thân mến, thế giới tự nhiên bao la rộng lớn vẫn còn ẩn chứa rất nhiều những điều bí mật thú vị mà con người chưa thể khám phá hết được Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng mình đi tìm hiểu về top 10 những loài sinh vật kỳ lạ tưởng chừng như chúng đến từ một hành tinh khác Và ngay bây giờ, hãy cùng với chúng mình bắt đầu thôi nào Loài đầu tiên, khỉ mặt đỏ, khi mặt đỏ Ukari là loài sinh trưởng Nam Mỹ, chỉ sống ở khu vực lưu sông Amazon, có khuôn mặt đỏ tươi để hấp dẫn bạn tình trong mùa giao phối. Loài động vật đặc biệt này hiện đang bị suy giảm nghiêm trọng về số lượng. Khi mặt đỏ được nhận diện bởi mặt màu đỏ tươi để hấp dẫn bạn tình trong mùa giao phối. Khi mặt đỏ Ukari có bộ lông thay đổi từ màu nâu đỏ sang màu vàng cam, đầu hói và đuôi cực ngắn. Mặc dù có đuôi rất ngắn nhưng loài khỉ này lại cực kỳ nhanh nhẹn trong quá trình di chuyển khi mặt đỏ Ukari sống theo đàn và được phân cấp xã hội khá rõ ràng. Thức ăn của khỉ Ukari mặt đỏ thường là trái cây, các loài thực vật và một số loài côn trùng. Khỉ mặt đỏ thường xuống đất để tìm kiếm các hạt ngũ cốc hoặc trái cây rơi xuống đất trong mùa khô. Vào mùa mưa, nước sông dâng lên, chúng sẽ phải sống trên cây. Loài thứ hai, kỳ nhông Mexico, ban đầu ai cũng cho rằng con vật có khuôn mặt dễ thương này là một loài cá nào đó bị đột biến có chân hoặc một loài sinh vật chưa được biết tới. Nhưng trong thực tế, đây là loài kỳ nhông Mexico hay còn gọi là khủng long sáu sừng. Ngoài ra chúng còn được gọi với một tên khác là quái vật nước. Loài động vật này có đủ hai con mắt nhưng chúng hoàn toàn không nhìn thấy gì và cũng không có mí mắt. Tuy thuộc lớp động vật lưỡng cư, nhưng loài kỳ nhông Mexico là loài kéo dài tình trạng thơ ấu Ấu trùng loài này không thể trải qua giai đoạn biến thái, sau đó con trưởng thành vẫn ở trong nước và có vây ngoài. Ngoài ra, kỳ nhông Mexico có một khả năng đặc biệt mà giới các nhà khoa học phải thán phục là tái tạo lại cơ thể vô cùng hoàn hảo. Không chỉ có khả năng tái mọc chi và đuôi, loài kỳ nhông này có khả năng tự phục hồi trái tim và bộ não của chúng. Hiện nay, kỳ nhông Mexico đã biến mất ngoài thế giới tự nhiên do tình trạng ô nhiễm môi trường nước bởi tình hình trạng đô thị hóa ở Mexico. Loài thứ ba, sao biển giòn, tên gọi khác là sao biển đôi rắn. Chúng là những sinh vật thuộc họ sao biển, thậm chí không có hệ thần kinh trung ương, lại mang được điểm giống con người. Chúng có bộ phận kỳ lạ giống như năm cánh tay phối hợp di chuyển hết sức nhịp nhàng. Cơ thể của chúng đối xứng qua tâm, nghĩa là cơ thể của chúng có thể được chia thành các nửa xứng nhau bằng những đường thẳng đi qua cánh tay và trục trung tâm. Là loài động vật có cấu trúc đối xứng qua tâm. Nhưng sau biển đôi rắn có thể di chuyển về phía trước vuông góc với trục cơ thể, một kỹ năng thường chỉ dành riêng cho nhóm đối xứng hai bên như con người và các loài động vật có vú. Đặc điểm này quả thật rất hiếm gặp ở các loài cấu trúc đối xứng qua tâm, bởi vì chúng vốn rất ít di chuyển hoặc chỉ di chuyển theo chiều lên xuống. Loài thứ tư, mực ống yêu tinh. Loài động vật này sống ở độ sâu 000 m ở phía Nam Đại Tây Dương, nơi ánh nắng mặt trời không thể xuyên phá tới được. Chúng được mô tả là loài động vật thân mềm với bộ hàm tròn giống con người cùng đôi môi góc quanh. Những chiếc xúc tù bao quanh phần miệng như một lời cảnh cáo tới bất cứ ai có ý định tấn công chúng. Loài thứ năm, rơi chuột biển, hải sâm. Tên dân gian thường được gọi là đỉa biển hay gọi là con zoom. Chúng có thân hình dài và da có lông, có xương trong nằm ngay dưới da, sống trong lòng biển trên khắp thế giới. Tên gọi của loài này bắt nguồn từ hình dáng giống như quả rơi chuột của chúng. Với ngoại hình đặc biệt này thì nhiều người chắc hẳn sẽ liên tưởng tới sinh vật gớm ghiếc ngoài hành tinh nào đó. Hầu hết, các loài hải sâm chỉ nhỏ cỡ một bàn tay, nhưng riêng hải sâm của Thái Bình Dương có thể phát triển tới chiều dài 2 mét, nhưng khi bị tràn vào, chúng co người lại chỉ còn rất nhỏ. Loài thứ sáu cá mập yêu tinh Cá mập yêu tinh có lẽ là loài khác biệt và kỳ dị nhất so với các loài cá mập khác bởi hình dạng vô cùng xấu xí. Nó có cái mũi khoằm dài hơn các loài cá mập khác và giống với mỏ chim. Cá mập yêu tình có bộ hàm và có khả năng co duỗi ra ngoài để đớp qua mồi. Khi bộ hàm co lại, trông chúng khá giống với loài cá nhám xám hồng nhưng có thêm cái sừng dài. Cá mập yêu tinh chủ yếu được tìm thấy ở vùng biển sâu khoảng 200 mét, nơi ánh nắng mặt trời khó có thể chạm tới. Loài thứ bảy, tiên hồng có mai. Đây là một loài thú có mai, Phiên bản đặc biệt này khoác lên mình tấm áo khoác màu hồng phấn và có chiều dài chỉ từ 8 tới 11 cm cả đuôi. Chúng có khả năng tự chôn mình xuống mặt đất trong chỉ vài giây nếu chúng cảm thấy sợ hãi. Thiên hồng có mai là loài thú sống về đêm, chúng đào những hố nhỏ xung quanh tổ kiến. Chúng sống chủ yếu vào những con kiến và chứng kiến lỡ chui vào những cái hố này. Với cặp móng vuốt, chúng có thể rẽ đất cát và bơi đi dưới nước như một quả ngư lôi với giáp ở đầu và lưng. Loài thứ tám, khỉ vòi voi. Loài khỉ này thường sinh sống trong các khu vực rừng nhiệt đới và rừng đước thuộc đảo Borneo. Chúng chỉ ăn quả xanh để nuôi dưỡng cơ thể vì thành phần đường có trong quả chín sẽ kích thích hệ tiêu hóa và phát triển thành béo phì. Con được dùng chiếc mũi lớn có hình dáng như dương vật người để tán tỉnh con gái. Ngoài ra, nó còn được sử dụng để khoác đại tiếng kêu. Tuy nhiên, hiện nay khỉ vòi vòi đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do sự săn bắt và phá rừng phát quang của con người. Loài thứ 9. Cò mỏ dày Ở châu Phi có một loài chim rất độc đáo có tên thường gọi là cò mỏ dày. Loài chim này chỉ thấy có duy nhất ở châu Phi, mới nhìn bề ngoài đã thấy ngổ ngộ. Mỏ vừa sâu, rộng, dài khoảng 20cm, trông giống như một chiếc giày bằng gỗ. Màu hơi vàng với những đốm đen, phần cuối mỏ trông như cái móc. Cò mỏ dày rất thạo trong việc dùng chiếc giày gỗ để kiếm mồi. Chúng dành hầu hết thời gian để lục lọi dưới nước, Chiếc giày gỗ này tóm đủ thứ, từ cá, ếch nhái, rắn nước, cá sấu nhỏ, động vật thân mềm, tới cả xác chết trong bùn lầy. Loài thứ 10, Khâu đùi văn. Chúng còn được gọi là Khâu đùi văn hay kỳ lân châu Phi bởi ngoại hình độc dị. Opakia có hình dáng lai giữa lừa khâu co cổ và ngựa văn, với đùi và chân sau có sọc, cái cổ dài. Khâu đùi văn là loài động vật kỳ lạ, chúng có tên khoa học là Opapia zontonis. Đây là một loài động vật hữu nhũ thuộc họ hưu cao cổ và có họ hàng thân thiết với hưu cao cổ, sinh sống tại khu vực rừng rậm thuộc Cộng hòa Dân Chủ Congo ở châu Phi. Chúng có ngôn ngữ bí mật riêng biệt mà các loài động vật khác trong đó có con người không thể nghe được. Giống như một số ít các loài động vật đặc biệt như cá voi và voi, những con opaki phát ra sóng âm thanh có tần số cực thấp, thính giác của con người không thể nghe được. Nếu muốn xâm nhập vào hệ ngôn ngữ bí mật của chúng, con người cần những thiết bị chuyên ngành đặc biệt để nghe. Nhưng dù có nghe được, con người cũng không đủ công nghệ để giải mã hệ ngôn ngữ này. Chính vì có ngoại hình độc lạ lại đẹp mắt, nó không chỉ được tôn kính mà còn trở thành một biểu tượng quốc gia. Hình ảnh Opaki cũng được in lên những đồng tiền của Cộng hòa Dân chủ Congo. Chúng mình là Học Khám Phá, các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh để luôn được cập nhật những thông tin hay và bổ ích mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!